Ferrari triệu hồi hàng loạt siêu xe do lỗi túi khí tại Việt Nam. Đợt triệu hồi các mẫu Ferrari được xem là một chương trình hiếm hoi của thương hiệu siêu xe này tại Việt Nam. Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc triệu hồi 24 chiếc siêu xe Ferrari được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016 do lỗi liên quan đến túi khí. Theo danh sách cụ thể, sẽ có 5 mẫu xe bao gồm 458 Galle, 488 GTB, 488 Spider, California Tiva F12 Berlin ta bị triệu hồi đợt này. Đơn vị chịu trách nhiệm triệu hồi, kiểm tra, sửa chữa và thay thế là công ty trách nhiệm hữu hạn Vinae SC Automotive có địa chỉ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Ferrari tại Việt Nam. Theo nội dung chương trình triệu hồi, túi khí an toàn hành khách phía trước trang bị trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng do công ty Takata sản xuất. Túi khí này có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập và có thể dẫn đến giảm chất lượng theo thời gian. Từ đó, hệ thống túi khí có thể sẽ không được kích hoạt một cách chính xác theo tiêu chuẩn an toàn. Các túi khí bị lỗi có thể gây sát thương hoặc tử vong cho tài xế khi xảy ra va chạm. Đợt triệu hồi này sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022. Trong khoảng thời gian này, các chủ sở hữu xe Ferrari bị lỗi có thể mang xe đến đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinae SC Automotive để được thay thế miễn phí túi khí phía trước hành khách. Các xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được kiểm tra, khắc phục hoàn toàn miễn phí trong thời gian từ 1,35 đến 2,85 tiếng trên xe.